Camora, băng mafia chuyên dùng phụ nữ bắn chết đối thủ. Điểm khác biệt lớn nhất của băng nhóm Camora đó chính là hệ thống phân cấp theo chiều ngang chứ không chạy dọc như tất cả các tổ chức xã hội đen khác. Italia là đất nước bé nhỏ ở Nam Âu với hơn 60 triệu dân sinh sống. Những gì thơ mộng đẹp đẽ nhất trong văn học nghệ thuật đều được Italia phô bày và cống hiến cho thế giới. Tuy nhiên, thì gốc khuất về thế giới ngầm mafia của đất nước hình chiếc ủng vẫn là bí mật với rất nhiều người. Phụ nữ nắm quyền Ngày 26 tháng 5 năm 2002, thì mối trong thù lâu năm giữa hai tổ chức tội phạm lâu đời ở Italia đã biến thành một vụ xả súng đậm máu ở ngoại vi thành phố Nepo. Hai xe ô tô xuất hiện đột ngột, bên trong là những kẻ mặt mày, đằng đằng sát khí, tay cầm súng ống hạng nặng. Và một trong những chiếc xe có mặt chở theo năm người phụ nữ từ Bancava, trong đó có vợ và con gái của một ông trùm vừa bị bắt giữ. Kể từ khi ông trùm Bancava bị bắt, thì những người phụ nữ trong gia đình thường mang theo súng và luyện bắn mỗi ngày. Ngày hôm đó thì năm người phụ nữ đã bị một ông trùm già cả của tổ chức Camoro theo sát. Trên chiếc xe còn lại của tổ chức khét tiếng nhất Italia là ba cô gái và họ đã nã đạn liên tục vào băng Kava. Năm người phụ nữ trên xe bị trúng đạn vào mặt, ngực, tay và chân. Dây của họ rơi rớt khắp nơi sau trận đấu súng. Băng Camorra khét tiếng nhất lịch sử nước Ý sử dụng phụ nữ trong các hoạt động tội phạm của mình. Từ điều hành đường dây tín dụng đen tới buôn bán ma túy và nếu cần, thì những phụ nữ khét tiếng này sẽ xả súng tiêu diệt đối phương. Có thể nói thì phụ nữ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong băng Camorra ở Depo. Họ đảm bảo việc kinh doanh ngầm hoạt động trơn tru khi những kẻ cầm đầu là nam giới phải ngồi tù. Những năm gần đây thì phụ nữ là người kiểm soát toàn bộ nguồn tài chính của băng Camorra. Hệ thống của Camorra đại diện cho xu thế mới nhất của quản trị mafia hiện đại, đó là xây dựng mạng lưới dựa trên các luật lệ kinh tế thay vì sự tôn kính đối với ông trùm. Trong kinh doanh phi pháp, khả năng quản lý kinh tế giúp tổ chức Camorra có nhiều lợi thế, tiếp nhận những thành viên có số má với giá rẻ và tránh sử dụng bạo lực. Chỉ cần có lợi là tham gia mọi băng đảng mafia ở nước ý đều có sự hậu thuẫn của các thế lực chính trị và camorra cũng không tránh khỏi vòng quay này Chuyên gia Robert Saviano, người có nhiều năm nghiên cứu về xã hội đen Italia, nói rằng toàn bộ ngành công nghiệp dệt may trong nước đã bị mafia thâu tóm. Từ những công đoàn nhỏ nhất như là chọn vải nhập từ Trung Quốc, tuồn lao động nhập cư trái phép làm công nhân may, sau đó là gửi vào trung tâm thương mại và bán sản phẩm. Tất cả hoạt động này đều không thoát khỏi bàn tay vô hình của mafia. Tại thành phố Naples thì băng Camorra thường xuyên trúng thầu các dự án xây dựng và xử lý chất thải, chúng thậm chí trộn chất thải vào xi măng và xây lên các công trình cho cư dân sinh sống. Naples dưới con mắt của chuyên gia Saviano là một thành phố không mơ mộng, nơi đây không nhìn thấy những ngọn núi lửa Vesuvius huyền thoại, cảnh vật sắm xịt và buồn tẻ, 60% hàng hóa cập cảng không đăng ký và 30% dân số thất nghiệp. Thành phố đã mất đi những màu sắc đỏ rực thường thấy trong các căn nhà truyền thống và thay vào đó là màu xi măng sấm quét. Nhiều công trình trong số này do chính tay tổ chức mafia Camorra xây dựng. Cuộc chiến đẫm máu tranh giành đường dây buôn bán ma túy và các hợp đồng xây dựng xảy ra liên miên trên các con phố ở Naples. Nếu cứu thương xuất hiện và cố gắng cứu mạng nạn nhân bị bắn, chắc chắn băng Camorra sẽ chặn đầu và không cho họ tới viện. Khi bố ruột của Savino không tuân thủ luật bất thành văn này và cứ một nam thanh niên bị bắn trọng thương thì ông đã bị băng Camorra đánh cho suýt chết bán bánh mì kiếm sống. Cảnh sát Italia vừa bắt giữ 24 thanh niên của băng nhóm Camorra vì kiểm soát giá bán bánh mì ở phía nam thành phố Nepo. Nhóm này đã nướng bánh mì lậu tại các lò bánh mì phi pháp và bán với giá cắt cổ. Tất cả mọi siêu thị, người bán rong đều phải mua bánh mì từ lò bánh mì này. Nếu không thì họ sẽ gặp phiền toái lớn. Cuộc truy quét được cảnh sát phối hợp với lực lượng bán quân sự thực hiện từ Ansa của Italia cho hay. Những cái phạm tội có liên hệ với nhánh Lord Russo của ông Trùm Cát Lo từng bị bắt ở thành phố Rizveria, nước Pháp, tháng 4 năm 2015. Ngoài thao túng giá cả, thì băng đảng này còn bị cáo buộc hoạt động tội phạm có tổ chức, buôn ma túy, bắt cóc và tốn tiền. Trước đây, thì báo chí địa phương từng cảnh báo băng Camura đã chi phối thị trường bánh mì ở Nepal. Năm 2011, thì cuộc điều tra của kênh Laland phát hiện ra hàng ngàn cửa tiệm nhỏ, bán bánh mì bất hợp pháp đã được mở ở Naples Hoạt động này thường diễn ra vào cuối tuần khi các cửa hàng hợp pháp đóng cửa. Cơ cấu tổ chức phức hợp Băng Camorra có lịch sử hình thành từ thế kỷ thứ 16 và do những kẻ cầm đầu người Tây Ban Nha tới Ý nhập cư dựng lên. Tổ chức này cũng là thế lực lâu đời nhất ở Italia và cũng rất khó bị tiêu diệt nhất. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Kamura và các băng nhóm khác chính là hệ thống phân cấp theo chiều ngang. Nếu một ông trùm cấp cao bị bắt thì băng Kamura vẫn hoạt động bình thường. Thậm chí là các nhóm nhỏ trong tổ chức Kamura bắn giết nhau là chuyện hết sức bình thường. Băng Kamura chia làm hai nhánh nhỏ, một nhóm ở thành thị và một nhóm ở vùng ven. Nhóm thành thị đặc trưng là các tổ chức tội phạm phân mảnh, ít người và kiểm soát các quận, khu dân cư trong trung tâm thành phố. Chúng là các băng đảng đường phố như là tội phạm Mỹ, chuyên về băng đảng nhóm Camorra, giáo sư Marcelo Ruveduto từ Đại học Salano nói. Hoạt động phổ biến là buôn bán đồ nhập lậu như là băng đĩa DVD, hàng hóa và xì gà. Ngoài ra thì băng Camorra thành thị kim đông bảo kê và bắn giết nếu cần. Các Min Giuliano một kẻ bị cảnh sát bắt đã từng khai rằng buôn bán đồ phi pháp là hoạt động lợi nhuận thứ hai trong bang Camora. Giáo sư Marcelo nói, từ năm 1990 đến năm 2000, thì cảnh sát phát hiện ra một lượng lớn đồ buôn lậu gắn mát Made in China. Nhằm cướp thị trường, thì phần của những món đồ giá rẻ từ Trung Quốc tuồn vào. Và điều này chỉ xảy ra ở đúng Depo. Nhóm Camorra vùng ven hoạt động ở nơi xa xôi, hẻo lánh quanh thành phố Caserta. Chúng có một mạng lưới chân rết dày đặc có liên hệ với nhiều quan chức địa phương, Ban nhóm hoạt động ở vùng ven tiền nhận Bình lạ Casalasi đặt theo tên của thị trấn Casalasi di Rascibo. Giáo sư Marcelo nói rằng tổ chức xã hội đen của Camorra rất thích khoe khoang sự giàu có của mình thay vì im ỉm như nhiều tổ chức khác. Theo Marcelo, thì lý do là bởi băng Camorra xuất thân từ tầng lớp những người lao động, chân nghèo và thích thể hiện mình và đây là một cách khoa trương sức mạnh lôi kéo kẻ khác vào đường dây, Marcelo nói. Ông Trùm Francesco Stisvon, đặc biệt hiệu là San Dokan, là kẻ từng dẫn dắt nhóm Kalas Hiện đang ngồi tù, khi ở đỉnh cao quyền lực thì ông Trùm này yêu cầu xây dựng một ngôi nhà giống hệt dinh cơ của Tony Montana trong bộ phim Scarface. Scarface tức là mặt sẹo, một bộ phim của Mỹ do đạo diễn Randy Spassman làm đạo diễn. Bộ phim kể về một người nhập cư Cuba tên là Tony Montana. Do Al Pacino thủ vai tới Miami thập niên 1980 với hai bàn tay trắng và trở thành ông trùm ma túy khét tiếng. Hiện tại thì kẻ bị truy lùng gắt cao nhất của băng Camorra là ông trùm Marco Di Lauro. Sinh năm 1980, bố của tên này là Paolo Di Lauro, biệt danh là Paolo Triệu Phú, cũng là một ông trùm. Marco nằm trong danh sách truy nã gắt cao nhất của cảnh sát Italia từ năm 2005, đến nay vì hoạt động tội phạm có tổ chức và nhiều tội danh khác. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, chùm xã hội đen, mafia, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.